Rồi, chào cả nhà. Thì hôm nay em tiếp tục làm clip giới thiệu đến với cả nhà mình là một số cây sứ thái ghép ha. Trong video này thì có 21 cây, giá từ 50.000 cho đến 650.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là trên 200.000 em mới gửi nha cả nhà. Em ship hàng trên toàn quốc luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0981813055 ha. Rồi, số 1 mình sẽ có một gốc sứ zin trước nha. Gốc zin, hoành gốc của nó là cỡ 2,5 gang tay mình vòng lại. Cả nhà ai có chăm sóc sứ zin rồi thì mình biết. Nuôi được một gốc riêng cũ to cỡ này thì cũng mất thời gian khá là lâu. Rồi gốc này cỡ 2,5 năm rồi nha. Hoa 3 lớp màu hồng. Gốc riêng này giá 150.000. Số 2, tiếp một gốc riêng nữa. Gốc này thì cũ to hơn. Các hành gốc của nó thì nó là cỡ 3,5 gang tay mình vòng lại. Giá là 300.000 nha cả nhà. Tàn bung rộng gần 1 mét. Đây mình thấy cái cốt của nó khá là to luôn. Tiếp số 3. Số 3 là Phương Lâm 5. Cây này cũ to mà nó bị cái lỗi là bị ốc cạp nè. Ốc cạp một nhánh thế này. Cây ghép 5 bo mà bị ốc cạp. Tựa dài. Rồi cũ này thì em bán cho mình giá là 80.000 ghép 5 bo. Phương Lâm 5 3 lớp màu hồng sọc. Hoa cực kỳ rộ luôn nha. Cũ to. Cái cũ này nếu mà nhổ ra vũ sạch đất cân ký thì nó nằm cỡ khoảng 6 kg á. Tiếp số 4. Số 4 là một cây hàng VIP cũ già nè. Cũ già ghép một mặt hoa đẹp. Ghép cẩm chướng. Cẩm chướng mình đang có nụ nè. 3 lớp trắng viền tím. Cẩm chướng tựa dài. Cũ già. Cái hành gốc này á, thì nó ngoài 4 găng tay mình vòng lại ghép 4 bo. Giá 300.000. Đây em quay cận vô cho mình xem. Cái tàn của cẩm chướng. Số 5. Số 5 là Nguyệt Tâm 5, 4 lớp màu đỏ, cây 9 bo 110.000. Số 6, Mảnh Long 1, hoa 3 lớp, cây 5 bo 100.000. Số 7, cây một cốt mà củ to nha. Cái củ của nó là tầm bằng tay mình xếp lại nha. Cái củ này là nó to hơn cái lon sữa 400 gram nữa đó. Cây một cốt, ghép giống sĩ thư, 3 lớp trắng, viền hồng, sĩ thư bo khỏe tựa dài. Một cốt mà nó bung lên làm 3 nhánh luôn nè. 50.000. Cái mình bỏ ra 50.000 này mua về mình chỉ zin liền được 2 nhánh nè cả nhà. Còn một cái gốc nó lên lại nữa nha. 50.000 thôi, củ già to. Tiếp số 8. An Lạc 3 lớp vàng cam viền hồng, giống có hương thơm hoa rộ. Mình thấy cái vàng nụ nữa nè. Cây tàn đẹp, củ già 13 bo 300.000. Số 9. Vân Ngọc. Đây, Vân Ngọc mình đang vô nụ nhìn mê mắt luôn. Tàn tròn, hoa 4 lớp màu đỏ, cánh viền. Vân Ngọc 9 bo giá 200.000. Số 10, Vân Huế 5 3 lớp màu hồng sọc đỏ. Đây, vườn em thì cái lô hàng mới này ra thì cây đang trong tình trạng ôm nụ. Vân Huế 5 3 lớp màu hồng sọc đỏ nha. Củ này thì nhìn cơ bắp 11 bo 250.000. Số 11. 11 cây 2 màu. Cây ghép 2 màu nè. Hồng chi, màu trắng, viền hồng. Nguyệt Tâm 7, 4 lớp, nền vàng cam, sọc hồng, nở vài ngày sẽ chuyển sang hồng. Cây tàn tròn, bo khỏe, 8 bo, 200.000, tàn xum xuê. Số 12, Kim Lân, giống này hoa thơm và hoa rộ lắm. Đây, mình thấy cái vàng nụ của nó đang ra nè. Rồi, Kim Lân 3 lớp, nền trắng và đỏ, có hương thơm, củ già. Mình thấy cái củ này nhìn hầm hố lắm. 7 bo 350.000. Số 13. Màu 3 là màu tím. Màu tím than nha. Tím than củ già 8 bo 200.000. 200.000 cho gốc này. 14. 14 là kim gấm. Đây kim gấm tàn tròn, cây đang vô nụ. Cái củ kim gấm nè. Ai thích củ dạng cơ bắp thì đón em này nha. 9 bo giá 500.000. 15. Đun han. Đun han là hoa chuyển màu này nha cả nhà. Đây nó mới nở ra nè. 3 lớp màu vàng, cánh phớt hồng nhẹ. Nó nở vài ngày nó sẽ chuyển sang hồng. Đây cây nó hoa thực tế luôn. Rồi đun han, cây hàng VIP. Ghép 12 bo giá 550.000. Đây
Hành này là ngoài 4 gang tay em vòng lại nha, nó đặt thử là có 4 gang rưỡi vòng lại đó. Số 16. 16 là Kindy. 9 bo 650 ngàn. Kindy 3 lớp, màu vàng lớp bìa có lem lem đỏ. Số 17. Ý Xuân 3 lớp màu vàng sọc. Đây cái tàn của Ý Xuân. Rồi, Ý Xuân mình xem cái củ này rất là đẹp luôn nha. Củ này nhìn hầm hố lắm. 15 bo 350 ngàn. Số 18. Phú Thành 3 lớp đỏ tươi, cây tàn tròn. Ghép 7 bo 110 ngàn. Số 19. 19 ghép 2 giống. Ghép 7 bo mà 6 bo là của Ngọc Ngân, hoa 5 cánh. Với lại 1 bo Vân Huế 5, 3 lớp hồng sọc đỏ. 100 ngàn. Số 20. 20 là cây dáng nằm, ghép giống là Hồng Phúc. Hồng Phúc hoa 3 lớp màu hồng. Màu hồng mà hồng lợt lợt nha, hồng có sọc. Cây 4 bo 100 ngàn. Ghép giống Hồng Phúc. Ở vườn em là duy nhất còn có một cây này thôi, Hồng Phúc cây tàn đẹp nha. Tiếp 21. 21 cây ghép 2 giống. Thu Thủy 10, hoa 3 lớp nền vàng cam có sọc hồng, nở vài ngày sẽ chuyển sang hồng, giống này cũng chuyển màu mạnh lắm. Với lại Mỹ Diệu, Mỹ Diệu 1, màu vàng. Rồi, cây ghép tổng 5 bo, 100 ngàn, ghép 2 mẫu hoa rất là đẹp luôn nha, có hương thơm nhẹ. Rồi, cả nhà mình xem trong video này, nếu mình yêu thích cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì mình cứ gọi theo số máy để góc màn hình ha. Số đêm có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ạ. Mình muốn chốt đơn mau lẹ nhất thì cứ nhấc máy lên gọi ha. Mình cứ gọi vô, nếu mà bên em có kẹt máy nghe em á, bạn nghe của khách khác thì em thấy số dính lại thì tí xíu em sẽ gọi lại. Còn mình nhắn tin thì khi em bán xong em rảnh em hãy trả lời tin nhắn thì chốt đơn hơi bị chậm nha cả nhà. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký nè. Và bấm vào chuông thông báo thì mình sẽ đón xem được tất cả những cái video của bên em đăng lên giới thiệu đến với mình ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ hàng ha. Chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình vui vẻ.